Rồi, thầy chào các em lớp 11 nha, 2K4. Thì hôm nay thầy làm một số câu trong cái dạng cuối cùng dạng toán của chương 1 lớp 11 nha tụi em. Đó là hydroxit lượng tính dạng 5 nha, trong cái tờ tổng ôn của mình nha. Ví dụ 20 này. Cho 60 ml dung dịch cao H nồng độ 1m và 30 ml dung dịch gồm có nhôm clorua 1m. Tính khối lượng kết tủa thu được. À, dễ các em nha. Ở câu A nha. Thì em sẽ tính số mol của kali hydroxit ra này. Rồi, bằng em ha. Thể tích là 0,6 lít nhân nồng độ 1m bằng 0,6 mol. Rồi. Số mol của nhôm clorua các em tính ra luôn. Bằng ha, thể tích 0,3 này. Nhân nồng độ 1m bằng 0,3 mol. Rồi. Thì sau đó ở đây có hai cách, một là chúng ta sẽ viết theo phương trình phân tử và cách thứ hai thầy sẽ viết theo phương trình ion nha tụi em. Cách một thầy viết phương trình phân tử quen thuộc để cho em dễ cảm nhận hơn này. Thì chúng ta có nhôm clorua nha. Cộng với kali hydroxit thì chúng ta sẽ được nhôm hydroxit kết tủa này. Rồi, cộng với kali clorua. Thì ở đây chúng ta có số mol ban đầu của nhôm clorua là 0,3 mol. Còn số mol của KOH là 0,3. Rồi, bây giờ phản ứng này. Thế mình sẽ so sánh nha. 0,6 chia 3. So sánh 0,6 chia 3 là 0,2 so với 0,3 chia 1 là 0,3, vậy thì nó nhỏ hơn. Vậy thì kali hydroxit phản ứng hết này. Số mol nhôm clorua sẽ phản ứng hết 0,6 nhân 1 chia 3 là 0,2 mol. Rồi, như vậy kết tủa của chúng ta sẽ tạo ra như sau, 0,6 này nhân 1 chia 3 là 0,2 mol. Như vậy sau cái phương trình này, lượng chất dư là nhôm clorua dư 0,1 mol. Nhé, vậy thì em sẽ tính được kết tủa ở đây nha. M tủa bằng bằng 0,2 nhân M lớn của nhôm hydroxit là 78 nha tụi em. Thì em sẽ có 15,6 gram này. Rồi. Ha. Cách thứ hai là em sẽ dùng phương trình ion rút gọn. Để chúng ta có thể xử lý những bài toán khó hơn. Ở đây, thì chúng ta sẽ trình bày cái phương trình ion cho tụi em nha. Ở đây. Đây là phương trình phân tử. Muối nhôm clorua là muối tan, chúng ta tách thành nhôm 3 cộng. Cộng với Cl trừ, chúng ta có 3Cl trừ này. Kali hydroxit là 3 giờ mạnh thì chúng ta sẽ có 3K cộng. Cộng với 3OH trừ. Rồi. Sản phẩm tạo thành nhôm hydroxit là kết tủa thì chúng ta phải giữ nguyên. Đấy, kết tủa giữ nguyên. Kali clorua là muối tan, em sẽ tách thành K cộng và 3Cl trừ. Như vậy thì phương trình sau khi chúng ta sẽ rút gọn đi chỉ còn lại là nhôm 3 cộng kết hợp 3OH trừ để cho được nhôm hydroxit kết tủa. Rồi em à, đó là phương trình ion rút gọn. Thì chúng ta sử dụng phương trình ion rút gọn thì chúng ta có thể giải quyết được nhiều bài toán khó hơn là cái phương trình phân tử nha tụi em. Rồi, vậy cách hai chúng ta sẽ sử dụng phương trình ion này. Có nghĩa là chúng ta có nhôm 3 cộng kết hợp 3OH trừ để chúng ta có được nhôm hydroxit kết tủa. Ok. Thì cách làm vẫn tương tự. Chúng ta có số mol ban đầu. Nhôm 3 cộng xuất phát từ nhôm clorua. Trong nhôm clorua có một nhôm 3 cộng, vậy số mol nhôm 3 cộng là 0,3 mol em, 0,3 mol ha. Rồi, số mol của KOH là 0,6 mà trong KOH có một OH. 0,6 nhân 1 OH này là 0,6 mol. Phản ứng chúng ta so sánh tương tự ha. 0,6 chia 3 là 0,2. 0,3 chia 1 là 0,3, vậy nhỏ hơn. 0,6 chia lên nhỏ hơn thì chúng ta OH trừ phản ứng hết này. Số mol nhôm 3 cộng phản ứng sẽ là 0,6 nhân 1 chia 3 là 0,2. Số mol kết tủa tạo thành 0,6 nhân 1 chia 3 là 0,2 mol. Vậy thì sau phản ứng này,
nhôm 3 cộng sẽ dư 0,1, và kết tủa chúng ta cũng sẽ tính tương tự nha em, bằng 0,2 nhân 78 là 15,6 gram. Như vậy qua hai cách viết, cách một theo phương trình phân tử và cách hai theo phương trình ion rút gọn thì kết quả đều thu được như nhau, đó là 15,6 gram nha tụi em. Rồi, đó là câu A. Bây giờ chúng ta qua câu B của câu 20 này. Câu B ha. Thì đầu tiên em tính số mol của natri hydroxit. Thì em sẽ có số mol là 0,2 nhân nồng độ 2, 0,2 này nhân nồng độ 2m thì em sẽ có là số mol 0,4 mol. Rồi. Em tính số mol của kẽm clorua. Kẽm clorua. Số mol kẽm clorua bằng thể tích 0,3 này nhân nồng độ 1m, em sẽ có 0,3 mol. Rồi em ha. Cách 1 là chúng ta thể thực hiện phương trình phân tử. Ta lấy kẽm clorua này tác dụng với natri hydroxit. Thì em sẽ có được là kẽm hydroxit kết tủa cộng với natri clorua. Ok, cân bằng 2 lần và 2 lần. Ta có số mol ban đầu. Số mol ban đầu của kẽm clorua là 0,3 mol. Của natri hydroxit là 0,4 mol. Bây giờ phản ứng này. Em so sánh tương tự nha. 0,3 chia 1 là 0,3, 0,4 chia cho 2 là 0,2, nhỏ hơn. Người ta sẽ hạ xuống 0,4 này. Số mol. Vậy thì kẽm clorua phản ứng là 0,4 nhân 1 chia 2 là 0,2 mol. Kết tủa của em tạo thành cũng 0,2 mol luôn. Như vậy thì sau cái phương trình phản ứng đầu tiên thì kẽm clorua dư 0,1 à 3 giờ hết các em ha. Vậy thì kết tủa của em sẽ tính được ở đây. M kết tủa bằng 0,2 nhân đây m lớn của kẽm hydroxit là 99, em nhân cho 99 này, em bấm là bằng 19,8 gram. Đó, thì cách một là em viết phương trình phân tử ha. Tuy nhiên cách viết phương trình phân tử thì dễ hiểu nhưng mà nó sẽ khó khăn hơn ở chúng ta giải quyết những bài toán khó hơn. Thì cách hai là chúng ta sẽ sử dụng phương trình ion các em nhé. Em nhìn này, đây là phương trình phân tử kẽm clorua là muối tan, vậy chúng ta sẽ tách thành kẽm 2 cộng với 2Cl trừ cộng với natri hydroxit phải không? Như chúng ta sẽ tách thành 2Na cộng cộng 2OH trừ. Kết tủa thì em phải giữ nguyên là kẽm hydroxit. Natri clorua là muối tan, em tách thành 2Na cộng cộng với 2Cl trừ. Rồi. Thế thì sau khi rút gọn xong chúng ta sẽ còn cái phương trình là kẽm 2 cộng kết hợp 2OH trừ thì chúng ta sẽ có được kẽm hydroxit kết tủa nha em. Rồi, chúng ta sẽ sử dụng phương trình ion rút gọn này để giải bài toán. Ok, vậy em sẽ có là gì? Em sẽ có ở đây. Cách 2 là sử dụng phương trình ion rút gọn. Chúng ta sẽ có này. Kẽm 2 cộng kết hợp 2OH trừ để chúng ta có được kẽm hydroxit kết tủa. Rồi em nhé. Thế thì ban đầu số mol của kẽm 2 cộng. Kẽm 2 cộng lấy từ kẽm clorua này, có một kẽm 2 cộng 0,3 mol. NaOH 0,4 mol với OH trừ cũng là 0,4 mol luôn. Rồi sẽ em sẽ so sánh nha. 0,4 chia 2 nhỏ hơn 0,3 chia 1 này. Em sẽ có được 0,4. Vậy thì kẽm 2 cộng phản ứng là 0,2. Kết tủa tạo thành là 0,2. Thì sau phản ứng của em, kẽm 2 cộng nó sẽ dư một lượng là 0,1. Như vậy kết tủa của em sẽ là 0,2 này. Kết tủa bằng 0,2 nhân m lớn của kẽm hydroxit là 99 nha. Em sẽ có được 19,8 gram. Ok. Được nha tụi em. Thì đó là câu số 20. Không có gì phức tạp lắm em nhé.
Rồi, bây giờ ta sẽ qua câu số 21 nha. 21. Cho hai ở câu A, ở đây chúng ta sẽ tính số mol của từng cái chất ra nha các em. Chúng ta có số mol của muối nhôm nitrat bằng thể tích là 2 lít nhân nồng độ 0,2, em sẽ có là 0,4 mol này. Rồi. Em sẽ có tiếp số mol của natri hydroxit ở đây nhá. Số mol của natri hydroxit bằng 3 nhân cho 0,5 này bằng 1,5 mol. Rồi. Thì cách 1 thầy cũng sẽ sử dụng phương trình phân tử cho các em nhé. Cách 1. Thầy sử dụng phương trình phân tử này. Thì thầy sẽ có là nhôm nitrat tác dụng với natri hydroxit. Thì em sẽ thu được này. Nhôm hydroxit kết tủa cộng với natri nitrat. Ok. Rồi. Thì ta sẽ tính số mol ban đầu nhé. Em sẽ có số mol ban đầu của muối nhôm nitrat này là 0,4. Số mol ban đầu của natri hydroxit là 1,5. Rồi. Chúng ta so sánh nha. 0,4 chia 1 là 0,4. 1,5 chia cho 3 là 0,5. Như vậy nhỏ hơn này, 0,4 nhỏ hơn thì phản ứng thì muối nhôm nitrat sẽ hết, em đưa 0,4 xuống này. Vậy số mol natri hydroxit phản ứng là bao nhiêu? Em có 0,4 nhân 3 chia 1 là 1,2 mol. Còn số mol kết tủa được tạo thành này 0,4. 0,4 mol. Rồi, dư. Thì muối nhôm nitrat hết. NaOH dư là 1,5 trừ cho 0 1,2 là 0,3 mol này. Rồi. Thì tới đây chúng ta phải lưu ý. Lưu ý. Natri hydroxit còn dư mà nhôm hydroxit là một kết tủa nha tụi em. Như vậy thì natri hydroxit dư sẽ hòa tan tiếp một phần nhôm hydroxit nữa. Nhà em sẽ có nhá. NaOH dư sẽ hòa tan AlOH 3 lần. AlOH 3 lần. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ viết phương trình này. AlOH 3 lần bị hòa tan trong NaOH để tạo ra là natri hydroxit, natri aluminat cộng với hai nước. Rồi, đó phương trình như vậy. Thì ta có ban đầu nhá. Ban đầu số mol thằng này là 0,4 này. Đây 0,4 mol kết tủa em nhé, 0,4 mol. NaOH dư 0,3, chúng ta chuyển 0,3 qua đây. Rồi chúng ta so sánh này. Trong hai cái phương trình này thì phản ứng là NaOH phản ứng hết này. Sẽ bị hòa tan hết 0,3 mol. Vậy sẽ còn lại là 0,1 mol. Như vậy cuối cùng nhé, thì kết tủa của chúng ta chỉ còn lại 0,1 mol thôi. Chúng ta sẽ có M kết tủa bằng này 0,1 này nhân M lớn này là 78 nha, 78 bằng 7,8 gam. Ok. Đó là cách 1. Ở cách 2 thầy sẽ trình bày phương trình ion, và ở cách 3 thì thầy trình bày cho em hai công thức giải nhanh ha, để có thể bấm nhanh được bài toán này. Cách 2. Thầy sẽ sử dụng phương trình ion các em nhé. Cách 2 thầy sử dụng phương trình ion. Rồi. Nhôm nitrat là 0,4 mol. Như vậy ta sẽ có nhôm 3 cộng là 0,4 mol. Là 0,4 mol.
Natri hydroxit là 1,5 mol với OH trừ cũng sẽ là 1,5 mol. Ta sẽ kết hợp với 3 OH trừ này. Với số mol là 1,5 thì chúng ta sẽ tạo thành được nhôm hydroxit kết tủa. Ok. Bây giờ phản ứng, chúng ta cho phản ứng nha. Đây là ban đầu. Sau đây là lượng phản ứng này. Em so sánh ha. 0,4 chia 1 so với 1,5 chia 3 thì 0,4 nhỏ hơn này, nó hạ xuống. Vậy nhôm 3 cộng phản ứng hết 0,4. OH trừ phản ứng là 0,4 nhân 3 chia 1 này, thì em sẽ có 1,2 mol. Và kết tủa được tạo ra 0,4 mol. Như vậy là sau phương trình phản ứng đầu tiên thì nhôm 3 cộng hết này, OH trừ sẽ còn dư 0,3 mol. Rồi, OH trừ dư 0,3 mol ha, kết tủa tạo thành 0,4. Thì chúng ta lập luận tương tự như trên. Đó là gì? OH trừ dư sẽ hòa tan một phần kết tủa dư này, sẽ hòa tan một phần kết tủa. Rồi. Thì phương trình hòa tan nó sẽ ghi như sau. ALOH 3 lần bị tan trong OH trừ để tạo thành gốc aluminat ALO2 trừ cộng với nước. Bây giờ ta có này. Nhôm hydroxit tạo ra là 0,4 mol. OH trừ dư 0,3. Rồi, dư 0,3 này. Bây giờ phản ứng nha em, phản ứng. Phản ứng. Thì em chia lên em thấy là 0,3 chia 1 nhỏ hơn 0,4 chia 1 với OH trừ sẽ phản ứng hết này. Vậy thì nhôm hydroxit phản ứng hết 0,3. Rồi, vậy nó sẽ dư 0,4 trừ cho 0,3 là còn 0,1. Vậy, sau khi phản ứng được hoàn thành thì có phải là kết tủa của mình vẫn là 0,1 mol không? À, kết tủa này sẽ bằng là 0,1 mol này. Nhân M lớn, này là 78. Rồi, em sẽ có 7,8 gam. Xong. Đó là cách hai em sử dụng phương trình ion rút gọn ha, phương trình ion rút gọn. Rồi. Bây giờ thầy trình bày cho em cách 3 là dùng công thức giải nhanh. Bấm thật nhanh bài này luôn nhé. Rồi, ok. Cách 3 này. Cách 3 thì chúng ta sẽ nhìn vào cái sơ đồ sau. Chúng ta có một lượng nhôm 3 cộng. Chúng ta bỏ OH trừ vào thì thu được kết tủa này. Rồi. Kết tủa đương nhiên sẽ là ALOH 3 lần. Rồi. Kết tủa là cực đại là mát khi số mol OH trừ bằng đúng 3 lần số mol nhôm 3 cộng ban đầu. Đó. Còn khi số mol OH trừ này nhỏ hơn 3 lần số mol của nhôm 3 cộng, nghĩa là suy ra OH trừ thiếu thiếu. Vậy khi OH trừ thiếu thì chúng ta sẽ có công thức sau. Số mol OH trừ bằng đúng 3 lần số mol của kết tủa nhôm hydroxit. Đây. Rồi, đó là công thức số 1 ha. Số 2. Khi trường hợp thứ hai. Khi số mol OH trừ lớn hơn 3 lần số mol nhôm 3 cộng thì suy ra là OH trừ này bị dư. Thì khi đó chúng ta sẽ có này, công thức này. Số mol OH trừ bằng 4 lần số mol của nhôm 3 cộng trừ số mol kết tủa. Rồi. Ok nha em. Và bây giờ ta sẽ nhìn lại xem cái bài này nó sẽ như thế nào. Đây. Số mol nhôm 3 cộng của chúng ta trong cái mối này là 0,4 mol nhôm 3 cộng. Nhôm 3 cộng ở đây là 0,4 mol. Còn số mol OH trừ là 1,5 mol. Nếu chúng ta nhân 3 lần số mol này 0,4 mà nhân 3 thì chúng ta sẽ có 1,2 mol.
Như vậy OH trừ vừa đủ. Như trường hợp này là sẽ là 0, 1,2 mol này. Mà số mol OH trừ đề bài cho tới 1,5, những nghĩa là OH trừ bị dư. Vậy khi đó ta áp dụng công thức số 2 nha tụi em. Công thức số 2. OH trừ dư người ta thay vào này. OH trừ là 1,5 bằng 4 lần số mol nhôm 3 cộng. Số mol nhôm 3 cộng là 0,4 trừ đi số mol kết tủa. Đó, vậy thì em sẽ suy được số mol kết tủa bằng cách chuyển vế này. 1,6 trừ đi 1,5 là 0,1 mol. Như vậy thì khi đó M kết tủa của em cũng sẽ bằng 0,1 này nhân 78 bằng 7,8 gram. Như hai cách chúng ta giải bằng phương trình phân tử hoặc phương trình ion rút gọn các em nhé.